Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Lâm Tươi Travel. Bây giờ mình đang ở làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ đi thăm bảo tàng gốm với lại chợ gốm ở Bát Tràng nha các bạn. Đằng sau mình là bảo tàng gốm rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ đi mua vé nhé. Thời gian mở cửa ở bảo tàng thì là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối các bạn. Ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp. Mình không ngờ ở đây lại đông khách du lịch thế các bạn. Rất là đông luôn. Bàn xoay khổng lồ luôn các bạn. Mình thấy có bạn ngồi ở trên ngắm cảnh chứ. Mình vừa mua vé xong các bạn ạ. Ở đây có vé thấp nhất là 50.000, còn lại là có vé 90.000, 150 và 190k. Vé càng cao thì sẽ thăm được càng nhiều chỗ, nhưng mà mình chỉ thăm những cái cơ bản thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào nhé. Cái trụ này rất là khổng lồ, chắc phải có flycam bay mới nhìn rõ toàn cảnh các bạn. Nó rất là to luôn. Đó. Ở trên kia họ trồng những cây hoa giấy. Trời Hà Nội hôm nay rất là đẹp các bạn ạ. Khoảng 17 đến 18 độ. Mọi người đi chơi thế này rất là mát mẻ luôn. Đây có một khoảng trống nhìn lên này. Mình đếm cái trụ này nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 đấy, ngoài kia là 5 này, 6 này. Và cái này là cái thứ 7. Đó. Đó, 7 cái trụ này có ý nghĩa là các công đoạn trong làm gốm ấy các bạn. Khu này họ làm cái thác nước xong ốp gốm sứ nhìn cũng rất là đẹp. Này mùa hè sẽ thấy rất là mát mẻ, nhưng mà bây giờ cảm giác nó hơi lạnh các bạn. Đang mùa đông. Ở đây họ có thả cá koi này. Đây là dãy bên trái của bảo tàng ở tầng 1 các bạn. Mình sẽ thăm từ góc cuối này đi ra nhé. Thấy ấm chén ở đây rất là đẹp này. Màu sắc rất là bắt mắt.
mình xem ở dưới tầng hầm này có gì nhé. Nhìn cũng rất là đẹp luôn. Ồ, mình thấy mọi người đang nặn gốm các bạn ạ. Cổng này họ làm cũng hay hay. Bát Tràng. Đây là không gian dưới tầng hầm cho mọi người trải nghiệm nặn những gì mình thích xong nung mang về luôn các bạn. Bạn thanh niên cũng rất là đông luôn. Các bạn nhỏ thì hay thích tô màu ở ngoài kia, còn ở đây mình thấy đa số là thanh niên đến chơi trải nghiệm. Bàn xoay. Nhìn cũng khá là khó đấy các bạn. Ý tưởng bạn này chắc là làm cái lọ các bạn. Những bình gốm màu sắc rất là đẹp bạn. Kiểu màu xanh xanh ấy mình rất là thích luôn. Nhìn cái nào cũng rất đẹp. Mấy cái gốm kia còn xoay được các bạn. Mấy em gốm màu vàng cũng rất đáng yêu. Mỗi gian hàng có những cái màu sắc chủ đạo khác nhau các bạn. Dãy này là hoa sen. Mấy cái bình trên bàn này tròn tròn rất là đáng yêu luôn. Mình tìm hiểu thì biết làng gốm này có từ thời Lý các bạn. Rất là lâu rồi. Bên này là ấm chén. Rất là đẹp. Bộ này thì có giá là 1.400.000. Bộ này không thấy giá đâu cả. Những bộ ấm chén này uống trà thì thích. Nhìn thấy mê luôn các bạn. Cái ấm nhỏ nhỏ đáng yêu.
Ok, bây giờ mình đi lên tầng 2 nhé. Những bức tranh này màu trầm trầm nhìn rất là đẹp luôn. Phố cổ này, làng quê, hoa sen. Nhìn đẹp quá các bạn ơi. Mỗi góc là một màu, nhìn rất là đẹp luôn ý. Màu nào cũng đẹp luôn. Sừng gốm Trần Hợp. Bên này là những dụng cụ nhỏ hơn nhưng mà nhìn cũng rất là xinh xắn đáng yêu các bạn. Ấm chén, bát đĩa. Cái nào cũng đẹp vặn. Làng gốm lớn nhất Việt Nam. Rất là đẹp luôn. Đây là những bình hoa khổng lồ. Cái bộ màu xanh xanh ở trong này nhìn đẹp quá các bạn ơi. Bức tranh này cũng đẹp này các bạn. Núi Phú Sĩ. Tranh này cũng đẹp các bạn này, đơn giản mà nhìn rất là đẹp luôn ấy. Tranh đồng quê. Làm rất là tỉ mỉ luôn. Mình đang đứng ở giữa những cái trụ bàn xoay các bạn. Khu trưng bày. Ừ.
Đây là mô hình cái lò nung các bạn. Wow. Rất là đẹp luôn. Đôi bàn tay của các nghệ nhân tạo ra sản phẩm vô cùng tinh tế. Đây là những đống củi đây này. Nung gốm này các bạn. Quang gánh. Mô hình các nghệ nhân đang nặn. Thợ làm đất nung. Vỏ đất này. Rất nhiều các công đoạn các bạn. Trang trí. Đây là những cái cối chày dùng để giã men. Đó, rất là cổ luôn các bạn. Cái xe chở gốm này. Một số dụng cụ làm nghề gốm các bạn. Chiếc bàn này họ sưu tập được rất là cổ các bạn. Mâm cơm. Có mỗi cái đèn là mới thôi. Mâm đồng ngày xưa cũng rất là bé. Cái chạm bát này. Chạm bát này rất là quen các bạn. Đây là hình ảnh Bác Hồ đã đến thăm làng gốm Bát Tràng vào tháng 2 năm 1959. Ở đây có chiếc chuông khổng lồ bạn. Đây là những chiếc đèn bằng sứ họ thắp điện ở bên trong. Nó tạo ra cái ánh sáng nó nhẹ nhẹ thôi, nhìn rất là đẹp ạ. Mình quay lên thì nó sáng, ở ngoài thì nó trầm trầm, nhìn rất là đẹp luôn ấy. Bức tranh trên gốm ạ.
gian ở trên bàn xoay này rất là thích các bạn. Chỗ này mùa hè buổi tối lên đây uống nước thì thích này. Đây những chậu hoa. Cây nào cũng có hoa luôn các bạn. Mình mua kem tự chọn ăn thử các bạn. Mình mua cốc này 45.000. Buổi chiều rồi nên là một số vị ngon thì người ta chọn hết rồi. Mình có chọn vị khoai môn này, xoài với lại chanh. Sẽ lấy thìa nhé. Mình có thể cho một ít này vào. Mình sẽ lấy một ít dừa nhé. Ít thạch chua. Này quen. Lấy một cái nữa cho nó đẹp các bạn. Đó, đủ ba cái. Là cốc kem. Ngồi trên này ăn kem ngắm cảnh mọi người đi lại ở dưới. Rất là hay. Cốc kem 45k các bạn. Mùa lạnh nên là nó chưa tan. Mùa hè nó nhanh tan hơn. Không gian rất là đẹp. Thử vị xoài. Đứng ở góc này nhìn toàn cảnh đẹp quá các bạn này. Mình đến đây buổi chiều nên là chỉ tham quan được bảo tàng gốm thôi các bạn. Còn chợ gốm mình chưa đi được. Nếu mà muốn đi cả chợ gốm thì chắc phải mất cả ngày luôn ấy. Nên đây đẹp quá không muốn về luôn các bạn. Thế mình dừng video đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.